Thủ tướng Nhật Bản tham dự đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, tên từ Bandar Seri Begawan. Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, đã có cuộc họp với lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Brunei vào ngày hôm nay, nhằm tăng cường mối quan hệ với khu vực này. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 23 bao gồm các cuộc họp song phương giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn. Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc có khả năng sẽ được đưa ra trong cuộc đàm phán song phương giữa hai nước. Nhưng ông Abe cho biết, ông đang tập trung vào việc tăng cường quan hệ với khu vực ASEAN. Ông nói, từ khi nhậm chức, đây là lần thứ 8 ông đến một nước ASEAN. Điều này cho thấy tầm quan trọng của ASEAN đối với Nhật Bản, trong khi hai bên kỷ niệm 40 năm mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản. Hội nghị thượng đỉnh Đông Á sẽ được tổ chức vào ngày mai và sẽ bao gồm Úc, Tân Tây Lan, Ấn Độ và Nga.